may mắn thắng U23 Kuwait, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ trích dữ dội cầu thủ U23 Việt Nam người hâm mộ bật ngửa. Trong ngày mở màn giải U23 Châu Á 2024, dù U23 Việt Nam đã có chiến thắng trước U23 Kuwait, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra không hài lòng và chỉ trích gây gắt màn trình diễn của các học trò. Đội tuyển U23 Việt Nam nhập cuộc với tham vọng lớn nhưng lại thể hiện phong độ không ổn định. Từ những phút đầu, các đường truyền sai lầm liên tiếp và các pha xử lý kém đã hiện hữu, dẫn đến một tâm lý nặng nề trên sân. U23 Coet mặc dù xếp hạng thấp hơn và chơi với đội hình bị đánh giá là yếu hơn lại bất ngờ tỏ ra nguy hiểm qua các pha phản công sắc sảo. Sự cố đáng tiếc xảy ra ở phút thứ 10 khi Đình Bắc phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm. Điều này đã làm xáo trộn kế hoạch của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam khi mazolio của U23 Coet phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 31 sau khi va xác nhận hành vi đạp vào đùi Khuất Văn Khang. Dù có lợi thế hơn người, U23 Việt Nam vẫn không thể hiện được sức mạnh vượt trội. Phút 45 cộng 2, Văn Tùng tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ đối phương để mở tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui chóng vánh khi Ngọc Thắng phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ để Mohamed gỡ hòa từ chấm phạt đền ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, mặc dù đã có sự điều chỉnh nhân sự với 3 cầu thủ được thay vào, U23 Việt Nam vẫn chơi thiếu sự gắn kết. Một sai lầm nghiêm trọng của thủ môn U23 Coet đã giúp vĩ hào ghi bàn. Nhưng tổng thể, màn trình diễn của đội vẫn khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thất vọng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận, Chúng tôi may mắn mới có được 3 điểm hôm nay. Các cầu thủ đã không thực hiện đúng những gì chúng tôi đã chuẩn bị. Lối chơi thiếu tự tin, các pha bóng quyết định lại càng thiếu chính xác. Chúng tôi cần phải nghiêm túc xem xét lại mình trước trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh việc ông sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn để đảm bảo các cầu thủ hiểu và thực hiện đúng chiến thuật, đồng thời cải thiện tinh thần chiến đấu để không phải nhận thêm chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông. Các fan hâm mộ dù vẫn ủng hộ đội nhà, cũng đang rất lo lắng về khả năng tiến xa của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay nếu tình hình không được cải thiện. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không giấu được sự thất vọng về tâm lý kém của các cầu thủ trẻ trong trận đấu với U23 Coet. Ông cho rằng yếu tố tâm lý đã đóng một vai trò quan trọng trong việc các cầu thủ không thể hiện đúng khả năng của mình dẫn đến những sai lầm không đáng có. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phân tích, tôi nhận thấy rằng các cầu thủ trẻ của chúng tôi chưa đủ sự bản lĩnh và bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu. Khi bạn thi đấu ở một giải đấu lớn như vòng chung kết U23 châu Á, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cách bạn đối mặt và vượt qua áp lực đó lại là yếu tố then chốt quyết định đến thành bại. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng đội ngũ huấn luyện sẽ tập trung nhiều hơn vào việc rèn rũa tâm lý cho các cầu thủ, nhất là trong việc chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Chúng tôi sẽ làm việc với các chuyên gia tâm lý để giúp các cầu thủ hiểu và phát triển kỹ năng kiểm soát cảm xúc của mình. Các buổi tập sẽ bao gồm cả những bài tập tăng cường sự tự tin, sự tập trung và khả năng xử lý áp lực. Ông cũng kêu gọi sự kiên nhẫn và hỗ trợ từ phía người hâm mộ, giải thích thêm rằng việc xây dựng một đội bóng mạnh không chỉ đến từ kỹ thuật và chiến thuật mà còn cần có sự ổn định về mặt tâm lý. Ông nói: "Tôi hiểu rằng người hâm mộ có quyền thất vọng nhưng chúng tôi cần thêm thời gian và sự ủng hộ từ các bạn để cải thiện và phát triển. Đây là một quá trình và tôi cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa U23 Việt Nam trở lại đúng hướng. Bằng cách này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hy vọng sẽ cải thiện không chỉ kỹ năng mà còn cả tâm lý chiến đấu của các cầu thủ, giúp họ có thể đối mặt tốt hơn với thử thách và áp lực trong các trận đấu sắp tới. Những tình huống thiếu hiệu quả và sự phối hợp kém cỏi trên sân, đặc biệt Hai tình huống gây tranh cãi lớn đã làm dấy lên nhiều bình luận tiêu cực từ người hâm mộ về màn trình diễn của đội nhà. Trong trận đấu, một tình huống đáng chú ý là giữa Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Tùng, hai cầu thủ đã không hiểu ý nhau trong một pha có cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Thay vì chuyền bóng cho nhau để tạo ra cơ hội dứt điểm tốt hơn, cả hai đã cố gắng dứt điểm một cách ích kỷ và kết quả là bỏ lỡ một cơ hội vàng. Người hâm mộ tỏ ra ngán ngẩm khi chứng kiến sự thiếu ăn ý và thiếu sự quyết đoán giữa các cầu thủ điều mà họ cho là phản ánh tình trạng thiếu lãnh đạo và kỷ luật trong đội. Thêm vào đó, tình huống của Minh Quang cũng khiến người hâm mộ bức xúc khi đối mặt với khung thành trống, thay vì giữ điểm ngay, anh lại chân chừ và xử lý lúng túng, cuối cùng mất bóng trước khi có thể ghi bàn. Đây là ví dụ điển hình cho sự thiếu tự tin và kỹ năng xử lý dưới áp lực mà các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đang mắc phải những pha bóng này không chỉ làm giảm tinh thần chiến đấu của đội mà còn khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng sâu sắc trên các diễn đàn và mạng xã hội người hâm mộ đã không ngần ngại chỉ trích các cầu thủ về thái độ thi đấu và cách họ xử lý các cơ hội nhiều người còn bày tỏ sự lo ngại về khả năng phát triển của các tài năng trẻ nếu những vấn đề này không được giải quyết phản ứng này cho thấy rằng người hâm mộ không chỉ đòi hỏi kết quả tốt mà còn mong muốn thấy được tinh thần chiến đấu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ Điều này càng làm tăng áp lực lên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện buộc họ phải xem xét lại chiến thuật và cách quản lý đội bóng để cải thiện tình hình trong những trận đấu sắp tới. Sau chiến thắng may mắn của U23 Việt Nam trước U23 Coet, truyền thông Đông Nam Á và Châu Á đã đưa ra những bình luận và phân tích đa chiều về màn trình diễn của đội tuyển. Trong khi một số nhấn mạnh vào sự may mắn, số khác lại chỉ trích phong độ và tâm lý thi đấu của đội. Truyền thông Thái Lan nêu bật rằng dù U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn yếu kém và thiếu ổn định cho thấy nhiều vấn đề cần giải quyết. Báo chí Thái nhận xét U23 Việt Nam đã may mắn thoát thua trong một trận đấu mà U23 Coet thiếu vắng nhiều trụ cột và rõ ràng là không ở trạng thái tốt nhất. Các phương tiện truyền thông Malaysia và Indonesia cũng đưa tin rằng chiến thắng của U23 Việt Nam không thực sự thuyết phục. Họ chỉ ra rằng các sai lầm cá nhân và tâm lý thi đấu không ổn định đã suýt chút nữa khiến U23 Việt Nam phải trả giá. U23 Việt Nam cần phải cải thiện rất nhiều điều nếu muốn tiến xa hơn tại giải đấu, một nhà báo Indonesia viết như vậy. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc đề cập đến sự cần thiết của việc U23 Việt Nam phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho những vấn đề về chiến thuật và tâm lý. Bình luận từ một tờ báo Hàn Quốc cho biết Chiến thắng này có thể giúp U23 Việt Nam tạm thời vượt qua bảng đấu, nhưng để đạt được thành công lâu dài, họ cần phải thực sự giải quyết những vấn đề nội bộ và cải thiện khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực. Giới truyền thông Nhật Bản thì nhấn mạnh vào yếu tố may mắn và cách mà U23 Việt Nam đã tận dụng được lợi thế của mình. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng đối đầu với các đội mạnh hơn trong những vòng tiếp theo nếu như không có sự cải thiện đáng kể về mặt chiến thuật và kỹ thuật. Nhìn chung, U23 Việt Nam đã có 3 điểm trọn vẹn, nhưng những nhận xét từ truyền thông khu vực và quốc tế đều cho thấy rằng chiến thắng này chưa thể làm hài lòng các chuyên gia và người hâm mộ. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng và chiến lược của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong việc chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Trận thắng may mắn của U23 Việt Nam trước U23 Coet, những bài học rút ra. Trận đấu mở màn bảng D tại giải U23 châu Á 2024 giữa U23 Việt Nam và U23 Coet không chỉ là cuộc so tài trên sân cỏ mà còn là một bài học quý giá cho cả hai đội, đặc biệt là đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 21, nhưng thắng lợi này của U23 Việt Nam lại nhiều phần nhờ vào sự may mắn và những sai lầm của đối thủ hơn là kết quả của một chiến thuật hoàn hảo. Phân tích trận đấu U23 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Nhưng rất nhanh chóng, các vấn đề về tâm lý và kỹ thuật đã bắt đầu lộ diện. Đội hình xuất phát với sơ đồ 442 không thực sự phát huy hiệu quả như mong đợi. Các cầu thủ Việt Nam thiếu sự liên kết, thể hiện qua những đường truyền sai và phối hợp không ăn ý, nhất là trong các pha phản công. Về phía U23 Coet, họ đã không thể hiện được nhiều do hạn chế về sự chuẩn bị cũng như việc thiếu vắng một số trụ cột. Tuy nhiên, họ vẫn gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam với lối chơi phòng ngự phản công, bài học rút ra: 1. Sự cần thiết của việc kiểm soát tâm lý. Chiến thắng này là một bài học về tầm quan trọng của việc kiểm soát tâm lý trong bóng đá. Các cầu thủ U23 Việt Nam cần được trang bị tốt hơn trong việc đối phó với áp lực để không để xảy ra những sai lầm không đáng có. 2. Cần một chiến thuật linh hoạt hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần xem lại chiến thuật và sự lựa chọn nhân sự để đảm bảo rằng đội có thể chơi tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Sự linh hoạt trong việc thay đổi chiến thuật và phản ứng với diễn biến trận đấu là yếu tố thiết yếu. 3. Khắc phục sự non nớt của các cầu thủ trẻ. Các cầu thủ trẻ cần được trao thêm cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin. Điều này có thể thực hiện thông qua các trận đấu giao hữu, tập huấn và đặc biệt là trong những giải đấu quốc tế. 4. Tầm quan trọng của việc phân tích đối thủ. Việc phân tích kỹ lưỡng đối thủ trước mỗi trận đấu là vô cùng quan trọng. U23 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về mặt chiến thuật dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của từng đối thủ. Kết luận, chiến thắng trước U23 COS có thể đã mang lại cho U23 Việt Nam 3 điểm quý giá, nhưng những bài học rút ra từ trận đấu này mới là điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ cần phải ghi nhớ để tiến xa hơn tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 và trên hành trình phát triển bóng đá U23 Việt Nam cần phải khắc phục những vấn đề đã nêu và tiếp tục cải thiện